Hello, xin chào cả nhà. Chào nhà anh Tính ơi. Chào cả nhà. Bữa nay em với anh Tính vô khoảng chơi lớn luôn, không có dựng ba nhà chơi lớn luôn. Thì nhà anh Tính thì cũng được con bắt con gà, em bắt con gà. Tại vì hai anh em cá cược có cái nào vô cuộc thua cho rồi. Chiếm sùm ăn gà, giờ hai thằng lần nào cũng thua, dân thằng bắt con gà, giờ bữa nay mình làm cái món mới nha, em sẽ làm món mới nha cả nhà, xào lăn nha. Xào lăn nha anh Tính. Rồi răng lên. Gà này thì em nhổ lông em thui nè cả nhà. Thui rồi chút xíu nữa mình sẽ xào lăn nha. Thao hùng mồi hồi tôi hùng bia nha. Hùng mồi. Quyết định đi nha. Chào cả nhà. Nhắc nước cốt cả nhà. Nước cốt dừa. Mình lấy khá là nước chấm ta. Nước chấm chứ em dắt nước cốt mà nước nước cốt ấy này là cái dừa đó nước cốt anh dắt lấy nước cốt rồi lấy miếng nước chảo ngay còn cái dừa rồi bỏ dưới luôn anh ơi. Rồi chứ giờ tôi nhắc nước cốt. Đâu nhắc đâu không ngon. Để miếng nước giả rồi thôi, rồi còn nước dừa để riêng. Nước dừa để riêng đi. Giả nước giả rồi đó. Giả thôi thôi thôi. Gà này già lắm đó anh Tính ơi. Trời gà này lâu đời lắm rồi. Gà nọc không? Không có nọc, lại bắt không được. Bắt thịt lại bắt không được. Anh em mình nó cũng phải ra đi thôi ha. Vừa giọng ngay nó vừa giọng vào thưa khóp gà. Lại cái mặt trời ơi. Nó mãi đi cho năm lại cho cậu cái cái. Hả? Không chưa? Mẹ này nước hay sao? Còn ngoài đó. Ừ. Lột mai. Em bóp nước cốt. Thì giờ bóp nhanh. Anh Tính, ông anh nãy mình suối rồi ăn ở đứng ngoài suối ha. Suối chín sùm mấy rơi luôn. Có thịt gà mà. Mà hai con gà mà thấy nó chịu ba thùng bia. Thôi lỗ lắm lỗ. Ăn gì lỗ? Đó, cái này nước cốt xong rồi hồi nữa mình thêm nước dừa tươi nữa nha cả nhà. Đó mấy giờ bắt hai gà đi tôi chịu ba thùng bia. Ừ. Đó, để em dập. Thôi chủ đề nó khó quá. Khó nào khó, cũng dễ vậy thôi, cũng dễ lắm. Đấy đi, thôi mình cá làm sao mình làm vàng vậy đi. Vậy là mốt lỡ mình thua lại cái nó bắt cho chung được 2 triệu. Không. Gia vị của mình đây đó hành tịch. Gia vị của mình đây hả? Ừ. Là tương nè, cháo nè, giờ đậu phộng hôm gà. Cháo. Này à. Vậy là ông Thành mua cái cháo, cháo này là của cái bà bán ế không? Bỏ vô đó mới đi. Được chưa? Ừ. Thường thường là làm nước chấm là mình làm hộp phải không? Đó. 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 Tỏi đâu lấy ăn vài củ tỏi hả? Đây có. Củ gian đậu phộng. Bây giờ ớt gia vị vô cái hạt cháo vô. Đây.
ớt không, mắm không. Có ba cái tương nữa nó cũng mặn rồi đó nha. Này còn ngon hả? Để chút ra đây nè em. Mình có cái bọt không ta? Có. Trời dưới cái bọt luôn. Muối đi. Muối này chưa đẩy nước mắm mà nước nhiều hơn đó. Cái này là xào lăng. Tư anh tính lấy gì ạ? Chưa, anh chắc nước này. Vừa đi, lấy vừa đi, còn như mình để lại. Muối thì sao nó... Mình vừa là hỏng gắt chưa hả? Chờ bao nhiêu để ngoài đi tới dầm cái để, cái độ đó cái trái nó cà lúc ấy tương nó cũng chừa lên quá nha. Cao làm nó chấm cao. Nhìn cao hơn nhìn tương cái nào. Chế này luôn hay gì? Anh thấy cái nào ấy chế vô to nước chấm mình á. Đây đây mấy anh làm vậy, mấy anh làm. Cái khâu này, cái khâu của em. Kìa, lửa cháy dữ lắm thẳng à. Quá hấp dẫn cả nhà. Ăn ngon. Nước chấm cho bắp này là phải có nước cốt nha. Có chưa? Chả còn đây nữa nè. Chào này mãi quá rồi, chào cả nhà coi coi. Có máy rồi đó. Chào này, hello anh đâu? Mới qua hả? Chúc nhậu luôn nha. Chúc nhậu chơi nha. Chào cả nhà coi coi. Chào cả nhà nha. Nằm ở sớm rồi nhà ơi. Hồi nó mình gãy ở đây mới nó phận lên tất. Điều đó này nhiều cái chi. Cái này là nước chấm nha. Tương, chao, xả ớt, hồi nữa đậu phộng nữa. Là xong. Có nước cốt luôn. Hay là nước cốt nguyên chất. Giá. Công vọng. Bữa nay em nấu cái món này lạ mà nhưng ăn hồi coi như thế nào em con ơi. Cái này là mình xào lăng. Xào lăng hồi mình ăn mình lộn rồi hả? Ăn luôn á, ăn giờ mình ăn lộn luôn á. Ăn xào lăng hồi mình ăn bún nha. Hớp gia vị trong đây có tương, chao. Về chút xíu nữa thì mình có nước dừa và nước cốt dừa nữa. Thấy ngon rồi đó mấy Quỳnh ơi. Chín chưa, làm chén được chưa? Chén được rồi. Lâu lắm rồi không gặp cả nhà nha. Dương ba thì đi mấy ngày nay không biết đi đâu, chút xíu điện thờ Dương ba coi. Đó xăng lại chút xíu hãy đẩy nước vừa vậy thôi. Chặt nó luôn. Đánh số. Có
quá thơm rồi, Tính ơi. Quá thơm rồi Út Khanh ơi. Thơm lắm chưa? Món không có cá đâu, vì cá gì là mình lẩu thích luôn Tính ơi. Út Khanh nó dặn hồi nó về, nó về giờ nó không ăn bây giờ. Chưa chắc ra rõ không ăn. Bữa nay là cá mừng cắt gà nó bao vụ. Ừ, mình thì thằng con gà Út Khanh ba chưa nó bao là nó bao là nó thì nhà uống chỉnh thì thôi 3 lít rượu. Chỉnh thôi chưa chắc thì 3 lít à. Không 3 lít 5 lít. Còn chai còn nước, còn non, còn gô bắn vụ thì tôi nhậu hoài. Giá hết hồn có giá thiệt chứ. Mỗi lần nấu ăn là mỗi lần đi tắm. Giác mà mất đi giữa, hỏi dân mình phải đi tắm hả? Ừ. Rồi, rồi đi giữa. Nói vừa 1 2 3 hỏng bởi bây giờ đào cái tay đào giá chợ chợ cứ kêu một cái dũng lỗ liền cái đâu làm mà chắc ăn đó đẩy mà chợ cứ kêu ăn thì đừng la nha hù hoài Tính ơi cái vừa nó vừa ăn nhưng mà có thằng sợ sợ chứ ngon quá cả ngày mời cả nhà ăn cái dừa. Thấy nó tốt chưa? Xong. Rồi để chín là ăn thôi ngang các nhà. Để cho nó sắc xuống, và cái đặn cho nó mềm mềm chút đi nó ngon. Này không sắc là không được. Quay. Đạt sắc xuống mình để đầu mỏng cho nó rồi xong thêm dao giác chấm và bây giờ ly cái này nắng trời nắng cả nhà ơi bắt chát giờ cũng khó khăn quá trời luôn. Sao nhớ không? Hả? Làm gì? Bắp. Bắp nướng. Nướng cái bắp vậy đang cận như trời. Còn trái nào? Thằng ơi, trái bắp gì nó cứng ngắt gì mà ăn sao nổi trời. Cho ăn đó. Mời cả nhà ăn bắp. Đó giờ nó không sập bắp. Tết mình ăn bắp. Đều như bắp. Bỏ vừa thôi Út Khanh ơi. Bỏ giờ lại đi. Ừ, hết mút nữa. Ủa, anh ông Năm đi đâu có tiêu bài? Đi công chuyện gì à? Như là rốt cuộc là có ba anh em mình với bà xã em ha. Còn ông kia thì ông đi chở từ thiện rồi. Vậy thì em cũng mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em luôn nha. Em lại ngồi ăn luôn em ơi. Quá ngon. Đây. Bữa nay Dương Ba cũng chưa có gì nữa. Nãy em có điện Dương Ba mà giờ không bắt máy giờ cũng biết tin tức như thế nào đây cả nhà ơi. Đây là cây sượng, ngò ôm, dưa leo, đậu dòng, dưới lá mơ, đây cả nhà. Đây thì gà xào lăng, đây thì chén nước chấm, bên đây thì bún, bên đây thì cá chiên. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em nha.
Mùi thơm chưa? Vậy. Vô xe mày. Vô đi. Ở cái nhà luôn nha. Mở cái nhà. Mở cái nhà. Vô, này chơi lớn cái nhà. Bốn anh em rồi, qua là ba anh em với bà phải mà cái này. Nam được không sợ. Vô. Qua đây cũng được ha. Vô. Vô. Mời cô chú anh chị em con nha. Vô tiếng rồi. Chấm đậu rộng cái cay. Đi với lắm mời nè. Này chú yếu mình ăn đi. Mời cả nhà nha. Chúng hợp chưa? Kèm đó mời gặp không? Cấu đi nha. Rồi. Mời cả nhà. Vừa ăn quá. Đây. Chụp hai cái gì vậy? Hai. Nói cho gượng vậy đó anh hai, trên tủ anh mới nấu một một cái nồi nước ngồi dí với gừng vậy đúng không? Nói gì? Rồi dí với ba lát gừng với muối. Cái này ổn rồi. Cái này ổn rồi. Nói gì? Nó lớn, nó nhỏ. Còn nhậu là thang la. Hôm nay chịu nhậu à? Hôm nay nhậu cái gì? Hôm nay nhậu lâu, cả 24 tiếng nữa là hòn nhau hai nhậu lần. 3 ngày đi dập, 2 ngày 3 ngày dập. Chiều nay tới cử luôn hôm nay nè. À, cái chiếc dựng 2 dựng mình nha. Vô. 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 Vô anh Hồng ơi. Hồng nhấp nhấp được nha. Quên đó. Anh Hồng đó cù chìm tại chỗ không bắt be mà. Mày anh Giang luôn nha. Mày anh Hậu luôn nha. Mày anh Trung luôn. Vô mấy anh ơi. Vô hết mấy anh ơi. Mày còn ăn ngon quá. Chuyện cổ ngon ghê luôn. Cổ như cái cánh hả? Ôm. Hình như rau này cũng chỉ bệnh nữa nè. Bữa nay mình ăn ngồi ngặt không ha. Gà cạp lăng ăn ngồi ôm. Ôm lăng. Ôm lăng. Ôm lăng của đèo luôn kìa. Ừ. Còn thằng của đèo tôi tưởng như con nào. Nó dữ lắm dài.
lưng nè. Lưng đá hả? Bây giờ nãy cục đá vô là đầy đi á. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Cháu độ nó nó giật con gà. Thôi biết rồi. Mà em thấy hồi đó tới giờ từ cái lâu cái món này. Mà có 4 người. Cũng như ba thôi. Tại ông kia ông Dưỡng Bao cũng đâu có nhậu đâu. Là y cũng y vậy đó, cũng tốn ba cái ly bia hả? Cũng ba người thôi, có 2 người nha. Ba người vui. Không có được không buộc. Cái sao anh em mình đó. Bữa nay không có tôi cũng buộc. Có cứ dám này cũng buộc đâu thôi. Mà cái nhà nó bắt đứng à. À tôi không dám này rồi. Nhà giả mà là mới chồng. Cô hơi cô thiệt cái cô hơi vậy là ngon giả không mới chồng mới cái 20 ngàn cả nhà bữa nào có gà mà nuôi lâu năm mới cái chồng làm vậy ăn ngon rất là ngon chỉ tôm à sao chào nghe nước kể. Dừa và nước cốt dừa anh kể cho chị thử chị hành chị lắng nghe đặng chị làm mà chủ yếu là mình có đường chảy rất là ok đường chảy là ok đường chảy là ok nó lông sống mà đặc biệt cái phút mình ra mới cả nhà có cái lúc mà con gà mình phải chà lấy nó thả chà cho nó sạch vô anh em ơi 1 2 3 vô. Chúc mừng cả nhà luôn nghe. Giờ cũng chiều cả nhà ơi. Anh em cũng làm vài cái lon bia cù này nữa đây. Nghỉ. Mai mình đi làm tiếp. Cũng chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye.